Buổi đầu tiên thì chúng ta đã nói ít nhiều về lệnh tô rồi. Tuy nhiên là cái phần lệnh tô này chúng ta mới đề cập có một số thôi. Nó chưa hết. Hôm nay thì chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả những cái phần còn lại. Thì để tô thì chúng ta sẽ vào menu Edit và chúng ta gọi lệnh Fill. Hoặc là các bạn nhấn phím tắt là Shift F5. Khi chúng ta nhấn Shift F5 thì nó cung cấp cho chúng ta 9 kiểu tô. Lần lượt tôi sẽ giới thiệu cụ thể: Foreground, Background, Color, Content Away, Pattern, History, Black, 50% Gray và White. Thực ra thì hôm trước thì chúng ta làm nhiều là cái tô màu trắng này để tô cho một cái bảng sao để chúng ta làm cái nền tài liệu cho nó đồng kích thước với bảy mẫu, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu kỹ lại từng cái nhé. Đầu tiên là Foreground. Foreground Color chính là lấy màu ở ô tiền cảnh. Hiện tại ô tiền cảnh đang màu gì thì chúng ta chọn Foreground thì nó sẽ tô màu đó vào trong cái vùng chọn hoặc là tô vào cả layer. Đây, nhấp OK. Hiện tại Foreground đang là màu tím, vậy thì nó sẽ lấy màu tím nó tô vào trong cái layer cho chúng ta. Đây, Fill. Đó, Foreground. OK, đây các bạn nhìn thấy là màu tím đã được đưa vào. Bây giờ tiếp tục này, Background. Background là ô màu hậu cảnh này, hiện tại đang là màu vàng. Nếu chúng ta sử dụng lệnh Fill mà chúng ta chọn Background thì nó sẽ tô màu vàng ở cái ô Background này vào. Thế còn trường hợp mà Color là gì? Color là khi tôi không thích cả màu tiền cảnh, không thích cả màu hậu cảnh hiện tại, tôi sẽ chọn một màu khác, ví dụ màu xanh cây này chẳng hạn. OK, nhấp thì nó vẫn kệ sát cả màu tiền cảnh là tím, kệ sát cả màu hậu cảnh là vàng, nó sẽ lấy cái màu mà do chúng ta chỉ định. Đó, tiếp tục nữa, Black thì đơn giản là tô màu đen rồi, không cần phải bàn. Đó, White tô màu trắng. White tô màu trắng đó, và 50% gray là màu xám, bao gồm 50% trắng, 50% đen. 6 cái lệnh, 3 trên 3 dưới, rất dễ hình dung. Thế còn 3 cái lệnh ở giữa thì là 3 cái lệnh tương đối đặc biệt. Thực ra thì hôm trước là chúng ta đã đề cập tới cái lệnh tô button rồi, bây giờ chúng ta sẽ đề cập hai lệnh còn lại, bao gồm đây, Fill, Content Away. Lệnh thứ tư ở trong nhóm này thì hiện tại các bạn đang nhìn thấy là nó bị mờ đi, không khả dụng. Lý do là để áp dụng lệnh này chúng ta phải có một vùng chọn đấy, và hiện tại vùng chọn chưa có cho nên là nó bị chìm đi, không khả dụng. Do đó chúng ta cancel, chúng ta hủy đi, và bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra một vùng chọn. Đây, trong cái bức hình này thì các bạn nhìn thấy là có cái cô gái đang đứng ở giữa cái đồng lúa như thế này, và bây giờ tôi muốn là dập xóa, tôi bỏ cái cô gái này ở trong cái hình ảnh này đi, tôi chỉ muốn là một cánh đồng không người. Thì bây giờ trước hết là chúng ta sẽ vẽ một cái vùng chọn bao xung quanh cô này đã. Sau khi mà chúng ta vẽ bao xung quanh cô này rồi, chúng ta sẽ ra lệnh tô. Đấy, cái điều kiện tiên quyết là gì? Phải có một vùng chọn thì lệnh mới khả dụng. Bây giờ chúng ta vào Edit, vào Fill, chọn lệnh Content Away. Lúc này thì các bạn thấy lệnh khả dụng khi mà cái điều kiện tối thiểu của nó là vùng chọn đã có. Chúng ta nhấp chọn Content Away, sau đó nhấp OK và xem kết quả nhé. Sau khi tính toán một hồi, thực hiện lệnh tô, chúng ta sẽ thấy là cô này biến mất, không còn dấu vết, bốc hơi luôn. Như vậy là chúng ta đã dập xóa được cái cô gái này ra khỏi cái bức hình. Công cụ này, lệnh này, nó dùng cho chúng ta trong trường hợp chúng ta muốn dập xóa một chi tiết nào đó trong bức ảnh. Đấy. Thường thường thì thực ra cũng không hẳn giống như là tôi đang xóa cô gái này đâu. Mà các bạn có hình dung là khi mà chúng ta chụp ấy, thì trừ những cái bức ảnh nào mà chúng ta mang tính chất là sắp đặt thì
không thừa không thiếu và đúng bố cục mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên chụp cảnh ở ngoài thì sẽ có những cái trường hợp là một người nào đó vô tình xuất hiện, một vật nào đó mà chúng ta không mong muốn nhưng nó vẫn cứ nằm trong bức ảnh và chúng ta muốn là dập xóa nó đi để đảm bảo rằng là trong bức ảnh nó chỉ giữ lại những cái gì mà chúng ta mong muốn thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Content Away này để chúng ta tô. Nguyên tắc của nó là gì? Nguyên tắc của nó là nó lấy một cách thông minh tất cả những điểm ảnh xung quanh cái vùng chọn đó, nó lấp mỗi phía một tí vào để nó lấp kín cái hình ảnh này. Bây giờ các bạn quan sát như thế này, tôi undo lại và các bạn nhìn thấy là cô gái đang đứng ở trên cái thảm cỏ vàng này, cái đồng lúa vàng này, và khi nó tô thì nó sẽ lấy xung quanh cái diện tích vùng chọn mà chúng ta vừa mới vẽ này, mỗi thứ một tí, ở bên phải lấy vào một tí, ở bên trái lấy vào một tí, ở phía trên lấy vào một tí, ở phía dưới lấy vào một tí, để nó lặp lại các cái điểm ảnh gần kế cận cho tới khi nào mà nó lấp kín cái vùng này thì coi như là nó dập xóa vùng này đi. Đấy, quy tắc của nó là như thế, lấy mỗi chiều một tí ở các điểm ảnh xung quanh, và do đó thì chúng ta sẽ tương đối dễ dàng dập xóa được một cái chi tiết nào đó. Ở đây bây giờ thử lại một ảnh khác nhé, tôi tìm thử một bức ảnh ví dụ như là đây, ví dụ như là tôi mở cái bức ảnh có cái thuyền này chẳng hạn. Bức ảnh này rất là đẹp đấy, nhưng mà một góc độ nào đó bây giờ tôi không muốn thấy sự hiện diện của con người, dấu vết của con người trong này nữa, tôi chỉ muốn là giữ lại một cái gì đó nó mang tính thiên nhiên thôi chẳng hạn. Cây, nước, cỏ, mây, trời. Cái thuyền là một cái dấu vết rất rõ của con người, tôi không muốn nó hiện diện trong đó nữa, tôi chỉ muốn nó giữ lại cái thiên nhiên thôi. Thì ví dụ tôi sẽ vẽ cái vùng chọn xung quanh cái thuyền. Và tôi loại nó ra khỏi bức ảnh. Các bạn thấy là chúng ta đã xử lý con thuyền biến mất. Nó cũng lấy một cách thông minh xung quanh, mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí, nó dập xóa vào. Tất nhiên nếu mà chúng ta soi kỹ, thực ra nó vẫn có những cái chi tiết mà nó cũng không hoàn hảo đâu. Nhưng mà về tổng quan thì chúng ta có thể thấy rằng là nó cũng hơi khó bắt bẻ. Tại vì là cũng không ai đi xăm soi cả cái đoạn lá cây này hay cái đoạn nước kia, tại sao nó thế nọ, tại sao nó thế kia. Nhưng nếu thực sự mà chúng ta soi thật kỹ thì cũng vẫn có thể bắt lỗi được chứ không phải là không. Nhưng mà về mặt nguyên tắc cơ bản, nếu mà xung quanh cái đối tượng mà chúng ta muốn dập xóa là những thứ mà nó không thể xác định được về hình dáng cũng như về tỷ lệ, đấy, khó bắt bẻ về những cái đấy, thì các bạn cứ thoải mái yên tâm mà dập xóa nó đi. Còn nếu mà xung quanh nó là những cái thứ mà chúng ta biết về tỷ lệ, biết về hình dáng, biết về chất liệu, thì lúc đấy chúng ta lại phải làm dần dần từ từ và dùng nhiều công cụ, dùng nhiều cái thứ khác nhau để hỗ trợ đấy. Nhưng mà trong trường hợp mà những cái thứ xung quanh mà khó bắt bẻ, thuộc dạng vô thường vô phận, thì các bạn cứ thẳng tay mà làm, nó sẽ dập cho các bạn rất nhanh, gần như là chỉ một thao tác là các bạn dập xóa được một chi tiết nào đó trong bức ảnh, mà hầu như là cũng không ai có thể phát hiện ra vốn trước đây nó có một cái hình hài, nó có đối tượng gì ở chỗ đó. Thế đây là cái lệnh tô với cái tên là Content Away Film. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một cái lệnh, đó là lệnh History Pattern. Thì thôi tôi không nói nữa, tại vì buổi trước là tôi đã giới thiệu với các bạn về pattern rồi. Thì History thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Đây, các bạn quan sát. Ví dụ như là tôi làm một cái thao tác nào đó vào trong cái bức hình đó, tôi có thể vẽ vài nhát vào đây chẳng hạn, hay là tôi làm cái gì đó, bây giờ tôi muốn khôi phục nó lại, thì tôi có thể sử dụng cái lệnh Edit Film, chọn History. Nó sẽ xóa bỏ hết tất cả những cái đối tượng này đi. Thực ra các bạn bảo nếu mà như thế này thì các bạn có thể dùng lệnh File Revert này để cho nó quay trở về cái trạng thái ban đầu, cũng không khác gì đó. Tuy nhiên nó khác ở cái đoạn là như thế này, cái Film History nó cho phép các bạn làm cho một cái vùng nào đó. Tôi lấy ví dụ như thế này, trong cái quá trình làm thì các bạn biết là không thể nào lúc nào chúng ta cũng biết được là
cái bước nào là hoàn hảo, bước nào không hoàn hảo đấy trong quá trình làm. Có thể bây giờ mình hài lòng, ngày mai mình đã không hài lòng nữa, có thể mình hài lòng nhưng khách hàng không hài lòng đấy. Thế thì cái history này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết là cái vấn đề như này. Trong quá trình làm, chúng ta có thể là làm trong một lúc nào đó chúng ta cảm thấy hài lòng rồi, nhưng mà làm thêm một lúc nữa nhìn lại kết quả thì tôi lại phát hiện ra có những chỗ mà nó không được hoàn hảo hoặc là không hợp lý, lúc ấy chúng ta mới phát hiện ra. Thế thì thông thường cái cách mà chúng ta làm xưa nay chúng ta vẫn làm đó là chúng ta undo, đúng không? Với lại cái lệnh Ctrl Z trong Photoshop thì muốn undo thì chúng ta có thể là sử dụng Ctrl Alt Z để chúng ta undo vài lần, hoặc nếu undo vài lần là quá thì có thể Ctrl Shift Z để tiến lên vài lần. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm mà nó bất lợi như thế này. Lệnh Ctrl Z thì nó rất là khả dụng, rất tốt, nhưng mà nó bị một cái điểm rất dở là gì ạ? Nó cứ tuần tự nhi tiến mà làm thôi. Ví dụ bây giờ tôi làm 10 bước nhá, các bạn thử quan sát này. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ bốn, bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy, bước thứ tám, bước thứ chín. Ví dụ tôi làm 9 bước. Làm 9 bước xong bây giờ tôi mới ngồi nhìn lại, tôi bảo ồ, cái bước thứ năm này làm dở quá, mình không thích tồn tại cái bước thứ năm này. Nếu như cái thao tác cơ bản mà chúng ta vẫn làm đó là Ctrl Z, mà Photoshop này là Ctrl Alt Z, tôi có xóa bỏ được bước thứ năm đi không? Có, đây Ctrl Alt Z xóa cho tới khi nào không còn tồn tại bước thứ năm nữa. Nhưng ở đây nó lại có một cái vấn đề là bước thứ năm nhìn đi nhìn lại mà không hài lòng, nhưng không có nghĩa là bước thứ 6, 7, 8, 9 là không hài lòng, đúng không ạ? 6, 7, 8, 9 tôi vẫn cần, tôi cũng không có cái vấn đề gì thắc mắc về nó cả, tôi chỉ gai mắt về bước thứ 5 thôi. Và nếu như chúng ta sử dụng cái phím Ctrl Z này thì rõ ràng là tôi sẽ bỏ mất đi những cái bước 6, 7, 8, 9 đó, chỉ để xóa bỏ đi cái bước thứ 5 mà tôi không hài lòng thôi. Thì đấy là một cái điều rất là phung phí về mặt thao tác, thời gian, công sức. Vậy tôi chỉ muốn là xóa bước thứ 5 đi thôi, nhưng vẫn lưu giữ lại những cái thao tác tôi làm bước thứ 6, 7, 8, 9. Vậy thì bây giờ Ctrl Shift Z giả nó lại về vẫn đủ 9 bước đi, nhưng bây giờ tôi sẽ khoanh vùng, tôi xử lý cái bước thứ 5 này thôi, đặt vùng chọn cho cái khu vực mà làm việc ở bước thứ 5 này. Bây giờ sử dụng lệnh Fill History thì chỉ xử lý bước thứ 5 này thôi, tôi vẫn còn giữ lại bước 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Rõ ràng nó rất khác so với lệnh Reverse, đúng không ạ? Lệnh Reverse thì nó quay trở lại coi như chưa làm gì, và tất cả những công sức trước đó chúng ta làm, bước hài lòng hay không hài lòng cũng tiêu ma hết. Đấy, nhưng mà ở đây thì tôi giữ được cái bước mà tôi hài lòng và tôi bỏ được cái bước tôi không hài lòng. Tất nhiên trong cái ví dụ này thì nó cũng mang tính rất là demo thôi. Vì sao? Vì có những cái thứ mà nó chồng chéo lên trong cùng một khu vực. Một khu vực chúng ta có thể làm nhiều bước, những trường hợp đó thì tương đối khó. Nhưng dù sao như nữa, tôi đặt ra một vùng chọn, tôi cũng có thể là xử lý được ít nhất là những cái vùng ngoài vùng chọn đó tôi vẫn giữ được. Tôi chỉ xử lý đưa cái bước mà những cái gì mà nằm ở trong cái vùng tôi gai mắt là tôi có thể xóa đi. Sau đó là tôi sẽ có thể khắc phục theo một cách nào khác. Chứ nếu những cái lệnh khác thì nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn những cái gì mà chúng ta đã làm, thì nó hơi bị phí cái công. Thế còn cái phần mà history này thì nó lại dính dáng tới một khái niệm nữa, tôi cũng cần phải trao đổi thêm với các bạn như sau. Nó dính dáng tới cái khái niệm là undo vừa rồi đó. History là gì? History là nhìn lại một quãng thời gian về trước đó, thao tác trước đó, thời gian trước đó. Thế thời gian trước đó thì nó lưu giữ ở đâu? Tại sao chúng ta Ctrl Z, Ctrl Alt Z chúng ta thể lùi lại các bước, hoặc là Ctrl Shift Z chúng ta thể tiến lên vài bước trong cái quãng thao tác mà chúng ta đã làm? Vì mỗi một thao tác này sau khi chúng ta làm xong thì nó lại được ghi nhớ và lưu tạm ở trên RAM, và chúng ta vẫn có đầy đủ thông tin về các bước chúng ta làm. Do đó chúng ta phải tiến lên vài bước hay lùi xuống vài bước, nó sẽ truy xuất ra những cái thao tác
được lưu giữ ở trong RAM đó và nó lại bổ sung lại cho chúng ta trên màn hình. Tuy nhiên cái con số này không phải là vô tận, tại vì mỗi một thao tác như thế để ghi nhớ có nghĩa là nó sẽ chiếm dụng một phần trong RAM. Và nếu như mà chúng ta undo nhiều hay là chúng ta cho phép là cứ mỗi một thao tác như thế thì nó lại được lưu trên RAM, thì đến một lúc nào đó RAM của chúng ta sẽ không còn chỗ để mà chạy cái chương trình Photoshop, hoặc là đôi khi còn đến Win cũng sẽ không còn đủ nữa. Do đó thì nó có một cơ chế tự động là gì? Photoshop nó quy định là mặc định là các bạn sẽ chỉ bỏ 20 bước thôi. Nếu như mà các bạn làm đến bước 21, 22 có nghĩa là bước 1, bước 2 sẽ tự động bị out đi, thay thế bằng các bước 21, 22. Đấy. Thế thì như vậy là các bạn không thể nào mà undo hay redo một cách vô tận được, mà nó mặc định cho các bạn 20 bước. Thế thôi, quá 20 bước thì sẽ không undo được về những bước đã làm quá nữa. Tất nhiên đấy là con số mà Photoshop đặt ra cũng tương đối lâu rồi. Ở cái thời điểm là cái cấu trúc phần cứng nó cũng vẫn còn tương đối eo hẹp. Bây giờ với lại cái sự phát triển của phần cứng lên thì nó có cho phép chúng ta là undo được nhiều bước hơn nữa. Tuy nhiên cũng không phải là vô tận. Thế để mà can thiệp vào, chúng ta có thể can thiệp được không? Chúng ta muốn là thêm hay bớt cả các bước này thì chúng ta có thể làm như sau. Các bạn vào trong Windows. Ở trong cửa sổ Windows này các bạn tìm tới lại History cho tôi. Và bảng History mở ra, chúng ta sẽ có cái gì trong này? Các bạn quan sát đây thì nó sẽ thống kê đầy đủ các bước mà chúng ta đã từng làm từ cái lúc mà bắt đầu mở cái bức ảnh ra cho tới thao tác hiện tại của chúng ta. Nó sẽ thống kê cực kỳ đầy đủ các bước ở đây. Và các bạn xem là chúng ta là đang làm bao nhiêu bước. Muốn lùi về bước nào, tôi bấm vào bước đó thì các bạn sẽ thấy là nó tái hiện lại cái trạng thái ở cái bước đó cho chúng ta. Và do đó thì chúng ta có thể hoàn toàn là lùi về một thời điểm nào đó mà chúng ta chỉ định. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tôi muốn đặt thêm các bước thì đặt vào đâu. Thì các bạn vào trong menu edit, vào phần preference, hoặc là các bạn nhấn lệnh Ctrl K để gọi nó. Đây, General Ctrl K. Bảng thoại hiện ra thì chúng ta sẽ tìm tới đâu nào? Chúng ta sẽ tìm tới phần interface này là trắng này, workspace này, tool này, đây các bạn tìm tới một cái phần nó gọi là performance. Trong performance này nó cung cấp cho các bạn một số các cái tùy chọn để can thiệp vào chế độ làm việc của Photoshop. Ở phần memory đầu tiên này, memory, thì nó cung cấp cho chúng ta một cái con trượt cho phép chúng ta gia giảm thêm cái lượng RAM dành cho chương trình Photoshop này. Đấy, muốn mà nó chạy nhanh hơn, muốn cho nó lưu được nhiều hơn, vân vân, thì chúng ta có thể tăng cái con trượt này sang phía bên phải để kéo con trượt sang phía bên phải để tăng cái số lượng RAM dành cho chương trình. Việc đó nó sẽ làm cho Photoshop có thể là chạy được tốt hơn, mượt hơn. Tại vì Photoshop là một cái chương trình mà nó muốn RAM hơi bị dữ. Nếu mà lượng RAM thiết lập cho nó mà hẻo quá, ít quá thì có thể là ảnh hưởng tới tốc độ làm việc. Tất nhiên là chúng ta cũng tăng đến một mức độ nào đó thôi. Khuyến cáo thì tôi nghĩ rằng là không quá 85%. Tại vì nếu quá như thế thì nó sẽ cướp hết RAM của các chương trình khác và nó sẽ không an toàn. Đấy. Các bạn có thể là tối đa nhé. Tối đa thì thiết lập đến 85 thôi. Đấy. Còn tôi thì tôi thường là thiết lập đến 70 thế này thôi. Thế còn cái phần history state này thì các bạn thấy rằng là tùy thuộc vào đời máy, tùy thuộc vào phần cứng, với RAM nhiều hay RAM ít, thì
thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể là thiết lập cho chúng ta cái con số này nó cũng khác nhau. Mặc định gốc ban đầu thì history của nó chỉ có 20 bước thôi, nhưng mà các bạn thấy là trong máy tôi bây giờ tôi có thể thiết lập tới 50 bước. Đấy. Thì cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cấu hình máy của bạn. Đấy. Thiết lập lên có được không? Thiết lập được, nhưng mà nếu mà không hợp lý thì nó sẽ chiếm dụng cái RAM và nó sẽ làm chính Photoshop cũng như là tất cả chương trình chạy trên Windows nó sẽ không đủ cái dung lượng bộ nhớ để chạy nữa. Cho nên là cân nhắc cái chuyện mà thiết lập nhiều hay ít tùy vào số lượng RAM máy của bạn. Máy 4GB RAM thôi thì hãy để loanh quanh 20-30 bước thôi, đừng hơn nhiều nữa. Đấy. Còn là máy tôi đang là 8GB thì tôi kéo lên được đến 50 bước. Thì cái này tùy thuộc hoàn toàn vào máy của bạn nhé. Nhưng mà nhiều quá cũng không hay. Không hay ho thì cái chuyện mà lưu giữ này cả. Nói chung là chúng ta để ít thôi để thao tác nó mượt mà, và cũng đừng có cậy nhờ vào quá nhiều vào cái chuyện gọi là lưu giữ này. Để chúng ta làm việc nó sẽ cẩn thận hơn, bản thân chúng ta cẩn thận hơn. Thế nhưng mà dù là tăng lên được nhiều nhưng không có nghĩa là vô tận. Tại vì nếu mà tôi tăng lên đến 50 thì tôi làm việc đến bước 51 chắc chắn bước đầu tiên của tôi cũng sẽ bị mất. Thế thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề rất là đau đầu như thế này. Về mặt thiết kế, về mặt làm việc như thế này, tìm tòi thì cũng khó lòng mà có một cái sự hài lòng. Thường thường thì chúng ta sẽ làm đến một mức độ nào đó, chúng ta bảo ừ, trông nó có vẻ ổn ổn đấy nhỉ. Nhưng mà ổn ổn không có nghĩa là các bạn đã hài lòng. Thường thì sẽ dẫn tới tình trạng là gì? Chúng ta sẽ thử thêm một tí nữa xem có khá hơn không. Thử thêm một phương án nữa xem là nó có ổn hơn nữa không. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục ngồi làm. Nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ tìm ra được một thứ tốt hơn, một phương án độc đáo hơn. Nhưng nếu không may mắn thì chúng ta sẽ làm công việc tệ hơn như thế. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không làm tốt hơn được nữa, hoặc là cũng không tìm tòi ra thêm được phương án nào tốt hơn nữa. Và lúc đó bắt đầu loay hoay Ctrl Alt Z để lui về cái thời điểm mà chúng ta trước đấy đã tạm cảm thấy hài lòng rồi. Nhưng rất tiếc, cái quá trình tìm tòi thì hơi bị nhiều và nó đã quá mất 20 bước hoặc 30 bước mà chúng ta đã thiết lập đó. Và lúc đấy thì vò đầu bứt tai, đôi khi còn chửi đồng. À, biết thế thì vừa đấy đã dừng lại rồi. Ngu quá đúng không? Biết thế thì vừa đấy đã dừng lại rồi. Thế thì bây giờ có giải quyết được vấn đề đó không? Có, chúng ta có một phương pháp như thế này. Bây giờ các bạn lại mở cái cửa sổ history ra và chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề đó. Nếu mà chúng ta có 20 bước hoặc 30 bước hoặc 50 bước chúng ta thiết lập đi, thế nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà các bạn cảm thấy là à, đến chỗ này có vẻ ổn ổn rồi, thì đừng trông mong vào những cái bước history như thế này. Các bạn hãy lưu giữ lại một cái trạng thái. Ở đây các bạn lưu ý này, phía trên cùng này là cái trạng thái lúc vừa mở bức ảnh ra. Các bạn có làm tới 100 bước thì cái bước này vẫn luôn luôn tồn tại. Các bước ở phía dưới này có thể thay phiên nhau, có thể tự xóa lẫn nhau đi khi mà nó vượt quá cái giới hạn được thiết lập. Nhưng cái bước trên cùng này là cái bước mà hoàn toàn không bao giờ thay đổi. Các bạn muốn kiểu gì các bạn cũng có thể quay trở về cái thời điểm này. Đấy chính là cái lệnh Reverse F12 mà chúng ta đã nói đó. Thế thằng này là cái gì mà nó lại không bị mất đi? Nó là một trường hợp đặc biệt. Đó, không nằm ở trong cái thứ mà bộ nhớ luân chuyển. Thì bây giờ chúng ta có thể làm ra những trạng thái mới được không? Có. Chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này. Đó là cái tính năng gọi là snapshot. Create new snapshot hay là một cú chụp nhanh, một cái trả lưu trạng thái. Thế bây giờ tôi làm đến mức độ ví dụ như là bây giờ đang có cái bạn đang có những cái vết mực màu tím này nhá. Tôi lấy ví dụ đấy. Bây giờ tôi muốn lưu lại cái trạng thái này. Tôi sẽ bấm vào cái hình cái máy ảnh này, snapshot. Bấm vào đây. Các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra snapshot 1, nó sẽ nằm cùng với khu vực giống như là cái trạng thái lúc đầu tiên vừa mở tài liệu ra ấy. Bây giờ tôi làm rất nhiều bước qua nữa. Đây, ví dụ tôi lấy bút vàng tôi vẽ vào đây.
Tôi vẽ. Nào, bây giờ chúng ta thiết lập lại một chút cái này nhé. Performance thay vì 50 bước tôi để cho nó được khoảng 20 bước thôi, cho nó gọn gàng. Đây các bạn quan sát nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. À tôi làm 30 bước rồi, chắc chắn là kiểu gì không thể nào lùi về được đến cái bước mà có màu tím nữa rồi. Thế nhưng mà khi mà tôi đã bật snapshot mặc sát nó 20 bước, 30 bước, 50 bước, tôi bấm vào đây nó sẽ quay trở lại đúng cái trạng thái là tôi đã lưu, là chỉ có các nét bút màu tím ở đây thôi. Như vậy nó sẽ giúp chúng ta giải quyết là cái gì đây, nếu như đến một lúc nào đó các bạn tạm cảm thấy hài lòng rồi, hãy nhớ giúp tôi bật cửa, bật ngay cái cửa sổ history này ra, lưu một cái snapshot lại rồi hẵng tiếp tục làm tiếp hay tìm tòi tiếp. Đấy. Còn nếu không, các bạn mà không thực hiện cái này mà cứ cố gọi là tìm thêm các cái phương án khác ấy, thì đôi khi sẽ giống như cái cảnh tự vác đá kèo vào chân mình đấy. Nếu lúc nào mà tự cảm thấy hài lòng một chút rồi thì hãy lưu luôn cái trạng thái đó lại cho tôi đấy, rồi hẵng tiếp tục tìm tòi tiếp. Thì nếu thành công thì không sao, thất bại chúng ta lùi lại, chúng ta vẫn có một cái kết quả, nó lưu lại ở cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy là tương đối là dùng được. Thế ngoài ra chúng ta còn một phương pháp nữa như sau, đó là thay vì việc tạo cái snapshot như thế này, các bạn còn có một cái nút lệnh kèm theo bên cạnh gọi là create new document from current state, tức là tạo ra một cái tài liệu mới từ cái trạng thái hiện tại của cái file mà chúng ta đang làm này. Nếu bây giờ tôi làm thì nó tạo ra cái gì? Đây các bạn quan sát, tôi bấm vào cái nút lệnh này, create new document from current state. Đây, bấm vào. Các bạn sẽ nhận được một cái file mới giống hệt như là cái trạng thái này. Đây, đây là file gốc. Đây là file vừa mới tạo ra. File này tạo ra chỉ có một lớp background. Đó. Mở history ra, trống không, không có gì cả, nó chỉ ghi một cái chữ là duplicate state nhân bản trạng thái. Thế thôi. Và nếu như bây giờ tôi có chót đóng cái thằng này lại hay là tôi làm cái gì đi nữa, cái thằng này vẫn tồn tại, ít nhất là chúng ta sẽ giữ lại một cái file mới, file ngoài như thế này đúng cái trạng thái mà chúng ta cần. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là lưu giữ lại cái kết quả làm việc mà không bị những cái quá trình mà làm việc mãi mãi hay là tìm quá độ đi mà không thể nào mà quay trở lại được trạng thái cũ nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái trạng thái này thì nó giúp cho chúng ta là gì đấy, tôi có thể quay về một trạng thái tại một cái thời điểm nào đó do tôi chỉ định, chứ không phải cứ film history có nghĩa là lúc nào nó cũng quay trở về đến tận trạng thái gì đấy nhỉ, open document đó. Đây ví dụ đó, quan sát nhé, bây giờ tôi vẽ vào đây một số màu này, đây là trạng thái vẽ màu vàng này, bây giờ tôi lại đổi màu xanh đậm này này, đây là trạng thái vẽ màu xanh đậm này đấy, sau đó thì tôi lại thêm một cái màu khác nữa là trạng thái màu xanh lá cây này. Như vậy là chúng ta có một vài trạng thái khác nhau. Nếu bây giờ tôi tô theo kiểu fill history, đây các bạn quan sát, edit fill, chúng ta lấy history thì về mặt nguyên tắc nó sẽ lùi về tới cái trạng thái là vừa mở ra đúng không, nhưng mà không, tôi có thể finish story về một cái trạng thái khác cơ. Các bạn quan sát nhé. Đây. Nếu mà tôi đánh dấu vào một thời điểm nào đó thay vì là mặc định ở đây thì lệnh finish story nó sẽ về đúng cái thời điểm mà tôi yêu cầu đó, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng về trạng thái gốc đầu tiên. Như vậy là chúng ta có thể là sử dụng Fill History để quay trở lại một thời điểm nào đó, và thời điểm này là thời điểm do tôi chỉ định, chứ không nhất thiết là nó sẽ về cái trạng thái gốc ban đầu. Đấy thì cái thao tác với cái Fill History nó sẽ giúp chúng ta những cái cách làm việc như thế. Còn tất nhiên là cái công cụ gì đây nhỉ, công cụ Bullet History này thì nó làm việc hơi khác một tí. Bullet history thì nó gì vào đâu thì nó sẽ chỉ giải quyết ở cái khu vực đó thôi.
đây đó. Còn những cái chỗ khác thì nó vẫn giữ. Cái này thì hôm trước là khi mà nói về cái bài của vòng tôi cũng đã giới thiệu rồi. Tuy nhiên là nó cũng có liên quan mật thiết, lệnh fin history hay là boot history đều có liên quan tới cửa sổ history này cả. Đấy, và các bạn có thể là cần phải nắm sâu được hơn về cái cửa sổ history này khi các bạn sử dụng lệnh hoặc công cụ mà liên quan tới cái khái niệm history đó.